Thưa quý vị và các bạn, chung một hộp thư truyền hình đã nhận được thư của một số hộ dân ở xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn phản ánh. Tuyến kênh B1 đoạn qua xã Bình Mỹ với chiều dài gần 2.000 mét đã được đầu tư trên 30 năm. Khi mới đưa vào sử dụng, tuyến kênh này đáp ứng nước tưới cho khoảng 50 ha lúa ở xã Bình Mỹ và xã Bình Chương. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tuyến kênh này vẫn chưa được nhà nước đầu tư nên hiện nay đã xuống cấp. Lượng nước trên kênh dẫn về chỉ đủ tưới cho khoảng 17 ha của xã Bình Mỹ. Số diện tích đất lúa còn lại không có nước tưới, nên người dân phải chuyển đổi loài cây trồng hoặc bỏ hoang. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân. Kênh B1 đoạn qua xã Bình Mỹ với chiều dài khoảng 2.000 mét là kênh đất và được đầu tư từ năm 1990. Qua nhiều năm sử dụng, đến nay đoạn kênh đã xuống cấp, lòng kênh ngày càng bị thu hẹp dần. Nhiều đoạn bị cỏ dại mọc bao phủ, không còn thấy tuyến kênh. Hiện nay, lượng nước trên kênh B1 chảy về rất yếu, không đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất cho các cánh đồng của xã Bình Mỹ. Cánh đồng Tuyên ở thôn Thạch An với diện tích khoảng 6 ha nằm ở đầu và sát tuyến kênh B1, nhưng lượng nước vẫn không cung cấp đủ cho cánh đồng. Nhiều thửa ruộng của người dân đành bỏ hoang cho cỏ dại mọc vì nước không thể chảy vào được ruộng. Tuyến kênh B1 này là nó chưa bê tông quá, nên cỏ rót nó ra nhiều quá, nên đến cái mùa mà đông xuân hè thu này là nó thiếu nước, cứ thường thiên thiếu nước. Thì cái đồng này tôi cũng lòm ruộng đây là năm sò đây mà nó thường ha thiếu lên thiếu xuống, khi mà xọa xuống cái phun thuốc cỏ cái đứt nước mắt, không có nước nên cỏ giờ nó lên đại ấy. Bà con phun thuốc không được luôn, biết bao nhiêu mấy đốm nhũ cho bò nó ăn đó, cát cho bò nó ăn chứ cỏ nó lên phủ quá mà. Cái tuyến kênh B1 này á, là bên kia còn bón là họ bê tông thang rồi, mà riêng mình Mỹ là chưa bê tông. Bây giờ nó giờ cái mương nó là cỏ rót đất nó bù lấp nó quá nặng, cho nên là cái tiếng nước nó cái mương nước nó rồi không đủ tưới tiêu cho cái cánh đồng của sân Mỹ, cái thông đó, cái xóm thêm bò này, nên là cũng xin đề nghị cấp trên là quan tâm giúp đỡ cho bà con tiếng bê tông để tạo điều kiện cho người dân để sản xuất. Chứ mà nếu để mưa như vậy thì dân chúng tôi làm ruộng là coi như là không được, không có nước luôn, đủ sản xuất. Cho nên chỉ một lần thả lúa thì phải là phun cho cỏ sang rồi thì không có nước đưa vô. Thì không có nước đưa vô nó thành ra cái đám cỏ mất. Theo Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ, trước đây khi tuyến kênh B1 mới đưa vào sử dụng thì đảm bảo tưới cho hơn 50 ha lúa và hàng chục ha đất màu của hai xã Bình Mỹ và Bình Chương. Tuy nhiên, những năm gần đây, tuyến kênh B1 ngày càng xuống cấp và không được đầu tư, nên diện tích tưới mỗi năm giảm dần. Đến vụ hè thu này, chỉ còn 17,3 ha của các cánh đồng ở xã Bình Mỹ, nhưng vẫn không đủ nước tưới. Mặc dù Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ đã kiên cố hóa gần hết các tuyến kênh mương nội đồng thuộc hệ thống kênh B1 để dẫn nước tưới cho người dân. Tuy nhiên, do kênh B1 chưa được bê tông hóa nên không dẫn đủ nước tưới. Điều này gây khó khăn cho việc sản xuất của người dân và ảnh hưởng đến việc điều hành của chính quyền địa phương. Tuyến kênh B1 thì được xây dựng từ những thập niên 90. Lúc mà thực hiện xây dựng tưới thì khoảng là trên 35 ha. Tuy nhiên thì thời gian gần đây thì cái việc mà bê tông hóa của nhà nước thì thực hiện trên cái tuyến trên địa bàn sân tỉnh thôi. Còn đối với trên cái địa bàn mà xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn thì chưa được bê tông hóa, vì vậy mà cái lượng nước tưới hàng năm là không đủ phục vụ con tầm khoảng là 17-18 ha thôi. Chính vì vậy mà để thực hiện tốt cái công tác chống hạn, vụ hè thu thì hàng năm thì ủy ban xã đã tiến hành triển khai cái lực lượng để chúng ta tổ chức bơm dại nước của con suối lên để chúng ta hỗ trợ thêm cái lượng nước của tuyến kênh B1 để phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó thì từ cái nguồn vốn nông thôn mới thì địa phương đã tổ chức bê tông hóa trên 90% có tuyến kênh mương nội đồng thuộc hệ thống tưới của B1 để đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như là phục vụ sản xuất bà con nhân dân. Thì kính mong các cấp các ngành chúng ta tạo điều kiện quan tâm tổ chức kênh cứu hóa kênh B1 để cho phục vụ địa phương xã Mỹ phục vụ tưới trên 35 ha đất lúa cũng như là trên 30 ha đất màu. Trước tình hình thực tế khó khăn về nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, người dân và chính quyền địa phương xã Bình Mỹ mong muốn các cấp ngành có thẩm quyền sớm quan tâm đầu tư bê tông hóa tuyến kênh B1 đoạn qua xã Bình Mỹ để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất cho hơn 30 ha lúa và 30 ha hoa màu tại địa phương, nhằm góp phần phát triển kinh tế, ổn định đời sống người dân.